Mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Rồi, ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Đấy, anh em coi YouTube của mình thì nhớ đừng quên bỏ ra một ít thời gian cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Rồi, bây giờ thì hôm nay tôi sẽ đi đường Tà Hần Sera nhá. Đợt này thì tôi xem idol tôi chơi hơi nhiều nên là đi Tà Hần Sera sẽ hơi bị nhiều nha. Rồi, trận này thì tôi đối đầu với Zuka béo nha mọi người. Đó, nói chung là đối đầu với Zuka béo thì khá đơn giản thôi. Đấy, mọi người chỉ cần làm theo clip là được rồi nha. Nói chung là hôm nay clip này sẽ có rất nhiều cái cách di chuyển rất là hay, nên là anh em cứ coi clip nha. Ok, bây giờ thì đợi hai con lính ra rồi vô bộ. Đó, bộ. Rồi, đấy. Rồi con gấu nó xuống dưới ra cái gai canh rồi thì đương nhiên nó sẽ bị thọt với mình rồi nha. Đó, đầu game mà gấu là vậy là hơi bị sai lầm nha. Nhưng mà đổ lại thì tem bạn cũng là mất một mạng. Ê, cái kia ăn nó. Ui, nó bị thiếu một xíu máu kìa. Nói chung là gấu đầu game mà đi ganh vậy là coi như là hơi sai. Mặc dù ăn được một mạng nhưng mà hơi sai. Đó là bởi vì thì nó sẽ bị thọt so với mình rồi. Nên là gấu đợt này không dám đánh mình đâu. Nó đợt này chém này, đốt này. Nó chạy đâu, chạy đi, chạy đâu. Nè, bộ này, rồi rớt ra ngoài này. Úi dồi, bị giật cái kìa hết hồn. Rồi, mày vô đây, chém này, mất miếng máu nha. Đó, nói chung giờ gấu mà lướt vào là tôi canh chiêu hai nè. Rồi né này, rồi xong, sai để xác định nha. Rồi tôi biến theo này, chép. Úi, tôi vẫn bị chậm một nhịp, trời ơi, tức thế. Ui, không được rồi, không được rồi. Cay thế không biết. Trời ơi, vẫn bị chậm một nhịp, thế đã ăn được nó rồi, trời ơi. Thôi, không sao, bây giờ tôi đi về nhá. Đi về lên farm tiếp thôi. Gấu thì kiểu đó, hết máu chắc cũng phải về rồi. Rồi, nhưng sao, đấy, mọi người thấy chưa. Bi đồ hôm nay là bi đồ này nhá mọi người. Đó, mọi người cứ nâng bi đồ này và mang bạn Ngọc Ngọc ma chú. Nói chung là mọi người solo top mọi người lên mang ma chú hơn là mang đấu khí nhé mọi người. Nói chung là thì đấu khí cũng được tùy anh em thôi, nói chung tùy anh em chơi. Còn mình thì thích mang ma chú hơn bởi vì ma chú mình sẽ đủ đam hơn so với cái pha solo này. Rồi đó, nó đi vòng rồi cứ bổ thôi. Nói chung cấu bao nhiêu máu cấu à, lướt vào tường đi. À ha, mày không lướt à, rồi dám này. Đấy, nói chung là giờ thì gấu bị mất một đợt lính nên là gấu nó thọt mình rất là nhiều. Tầm này thì mình làm chủ đường top rồi đấy, nên không sợ rừng nó ganh nữa đâu. À không sợ, không cần phải tem rừng mình ganh chứ, mình nói lộn chứ rừng nó ganh là sợ lắm nha. Bảo rồi, hai đánh bộ không chủ cũng què mà. Rồi bây giờ cho gấu đi farm thì mình sẽ vô mình ăn con quá nhỏ rồi mình sẽ di chuyển nhé. Tầm này gấu ôm rồi mình không có ở lại đợi lính lên nữa. Đó, mọi người chơi game mọi người phải di chuyển nhiều vào. Mấy nay tôi học idol tôi chơi là tôi biết di chuyển hơn rồi. Đấy, ok, coi như là thằng Ami chết này, lao chủ thì ăn được Gata thì cũng chết thôi. Nên nên dí này, có mình này, chém này, nước này. Ui, lại không ăn được gấu rồi, cay thế, lần thứ ba rồi nha. Rồi, còn bây giờ thì tôi sẽ di chuyển xuống đường dưới nhá. Ôi, giết rồi à? Giết rồi thì thôi, giết rồi thì tôi lại về lane. Nó vừa vô phụ tà thần top là ngon này. Đây, tự nhiên đi ngang qua hưởng một xíu vàng. Đó, hưởng 52 vàng ngon rồi. Bây giờ lên farm lính nữa. Nãy giờ mọi người cặp mấy cái kèo đi top mọi người đừng có phải là chủ động lên nhá. Đánh chủ động lên, di chuyển nhiều vào. Đấy, mà di chuyển phải nhìn lính nhá mọi người. Di chuyển phải nhìn lính nha, tùy trường hợp mới bỏ thôi. Hay quá, nhưng mà chết mất hai đứa rồi, trời ơi. Rồi, bây giờ thì tem mình đang 4 năm. Đấy, có vẻ là thế khá nghiêng về tem bạn. Nhưng không sao, trận này mình tự tin mình sẽ gánh được tem nha. Rồi, bây giờ thì... Ui ôi, gia tao ơi, đừng có để chết nha. Kìa, ulti kìa, bay đâu đấy, bay chạy ông chạy đi rồi. Xong, ông bay vậy ông chết rồi. Rồi, ulti này. Rồi, giết gấu nha mọi người, giết gấu. Ui, nó lại tốc biến nó chạy được rồi. Thôi, xong rồi tôi phải tốc biến chạy nha mọi người. Không được biết là toang đấy. Từ từ thôi, mày được từ rồi, né này, bỏ này, đánh thương này, chẻ này. Ui ui, thôi rồi, pha này tôi chết rồi, phải chết chắc rồi, pha này không sống được. Trời ạ. Trời ạ, tôi hồi sinh xong tôi di chuyển lên mid tôi lại chết tiếp mấy ông ơi. Kiểu ấy, cay con gấu mà, cay con gấu quá, gấu tí máu, cay quá, lao trụ giết luôn, nếu mà cuối cùng chết được, tôi chết tiếp. Trời ơi. Ui, đầu game hơn lợi thế con gấu rồi, cuối cùng giờ tôi lại bị thua nó 0-2 này luôn. Mà gấu vẫn không dám solo mình đâu, tầm này gấu dám vô đây là tôi múc luôn đấy. Đây. Nói chung là gấu vẫn không dám solo mình đâu. Rồi, bây giờ thì di chuyển tiếp nhá, từ từ nhá, bỏ đi ông kia ơi. Tôi sẽ di chuyển đây, kệ đây mình đi. Giờ ở dưới này có con quá nhỏ kìa, AD thì pha này tử rồi, 4 nước, ồ, gồng vậy sao mà ăn nổi. Đấy, nói chung là trận này tem bạn có vẻ là khá mạnh hơn về tem mình rồi nha. Nhưng mà không sao, tôi gánh được, mấy ông tin tôi không hay nhưng tôi vẫn gánh được. Hay quá, gấu solo đường top với rừng gấu chết rồi kìa. Đấy, nói chung là mấy ông phải tin tôi. Trận này tôi nói gánh được tôi sẽ gánh cho mấy ông xem. Đó, ok, bây giờ thì ra farm lính thôi.
mấy nay học idol chơi tiến bộ hơn rồi, hiểu chưa? Này 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 bắt tao này, bắt tao này, rồi chạy đâu, ui lại tốc biến nữa, thôi bỏ nha, tốc biến rồi thì thôi, nó không có tốc biến là có nữa mình nó chết mình đó, mình ăn mã sắc đao đấy, thằng giáp nó hự săn đấy nha, thằng giáp nó săn lắm đấy. Rồi bây giờ thì tôi farm quái nhỏ này, tôi di chuyển lên top rồi farm tiếp. Nói chung là đi gặp quái gì farm trừ con blue ở con rết của hàng rừng thôi, còn lại cứ có gì farm đó cho tôi. Đây 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 đây, vô đánh con này rừng, vô đánh luôn, cướp một tàu hàn luôn này, vô cướp tàu hàn này, vô cướp đi, nó ăn con rồng mà, từ từ nha, né nhẹ nha. Đây 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 đây, này vô đánh con top này, ui không ăn được mạng à. Rồi bây giờ thì thằng John còn chấm máu mà chạy nha mọi người, không đánh nhau với con này đâu, bây giờ tôi đi farm thôi. Đấy, gấu chết rồi là tôi cũng chả sợ nữa đó. Rồi ok, món thương sinh hóa đầu tiên để cố gắng nâng thêm cái đao mọi người nhé, phải nâng cái đao nhé, chẳng này không nâng đao là hơi khó chơi đấy, gặp Amelie phải nâng đao đó. Đây là build đồ, build đồ này là rất là hợp lý cho với con gian đấy, mọi người phải nâng thử nha. Đấy build đồ này này, đấy, nâng thử đi, mạnh lắm ấy, bao mạnh luôn đó. Chứ thôi tôi không biết chơi tập thì idol ấy, idol tôi nâng này tôi nâng theo thôi, chơi thử thôi, trận này trận đầu tiên tôi chơi thử món đồ này mà. Rồi bây giờ thì biến về đó, nói chung là cứ chơi thử thôi, mạnh thì chơi, không mạnh thì thôi đấy, nói chung là giới thiệu cho anh em thôi, anh em muốn chơi cùng thì anh em muốn chơi thử thì cũng được, không muốn cũng được. Mà nhưng mà nó đông quá, trời ơi, thế nó ở đây phụ mình này. Rồi bay vô này, né này, né ulti này, ui thế không kịp né. Rồi chơi này thêm, chơi, ui tên ơi, tên ui rồi sao mình thôi xong rồi, con SB thấp máu hơn, nó ưu tiên SB rồi, đánh này thêm, đánh được thế ơi, né thế ơi. Ôi trời ơi, mình gần hình tránh. Rồi, hay rồi, đây, để mình. Úi trời ơi, không ăn được. Xém đi ăn được. Đấy, theo bộ sớm hơn là mình đỡ mất máu rồi, mình bay bộ đánh trước. Rồi, bây giờ thì về thôi nha, mình mãi mới thấy Zuka biết đi lên đánh pha mà có chừng bị chết đấy. Đừng có hàng mất xe, cái tí chết mạng cái thọt hơn. Rồi, bây giờ biến về thôi. Đấy, tập này bảo rồi tôi gánh được team mà, mấy ông cứ team tôi nữa, thấy nhờ, hay pha lại uy tín không? Pha lại quá uy tín rồi. Rồi, bây giờ thì đường dưới mất rồi, tôi sẽ đi đường dưới cho HD lên đường trên nhé mọi người. Đó, nói chung là giờ gặp gì farm đó, cứ farm thôi, cả quái không có nhường cho rừng hết á. Mọi người chỉ nhường nó con bùa đỏ, bùa xanh thôi, còn quái nhỏ cứ farm hết cho tôi. Đó, cứ đi ngang qua gặp là farm. Đấy, đảm bảo vàng mấy ông không bao giờ thua hết, vàng mấy ông có khi còn hơn mấy thằng xanh 561 nữa. Đó, mấy ông cứ farm cho tôi là auto nhiều vàng luôn. Tin tôi đi. Rồi, bây giờ thì chém con này và di chuyển lên mid đánh nhau tiếp. Đó, tầm này chắc chắn là khả năng là mid nó lên chuẩn bị đánh nhau đó, nên là tôi phải di chuyển thôi. Ui ôi, Yata ơi, ui ôi, ông Yata bay chạy không chạy rồi, sao ông Yata tưởng rồi. Rồi, pha này con giáp chạy đi đâu. Rồi, nó chạy được đấy, tôi không của thôi. Này, bóc đầu nè. Trời ơi, tem blue hết rồi, không dám vào luôn. Rồi, bây giờ thì từ từ nhé, tôi vô tôi farm con quái này đã. Nói chung là giờ có gì farm đó rồi, cố gắng lên cấp 12, tôi còn lấy một xíu là tôi lên cấp 12 rồi. Đấy, tí nữa cấp 2 quẩy giống mấy ông xem. Rồi. Đấy, tìm ra tàu hàn rồi, tôi sẽ di chuyển. Đây. Đây rồi, có mồi đây rồi, chắc chắn con giò phải để chết với tôi rồi. Tin không? Nè, đánh con quái này, bay có 3 con giò này, bổ này, ulti này, chém này cho 2 này, đánh này. Đó, trời ơi, con bo mượt mà chưa. Đấy, bây giờ xin luôn con blue của hàng rừng đó nha, dừng cho bên kia rồi. Trời ơi, ăn con giò xong rồi được con blue free này, sướng thế không biết nữa. Rồi, bộ, ok, xin luôn quái nha. Kìa, gấu gấu kìa, gấu như là FK, mãi mới thấy ló mặt kìa. Anh không thấy con mặt con gấu luôn á. Úi dồi ôi, thế mà đẩy hụt nữa. Chán thế, then đẩy nhanh xíu nữa là đẹp rồi. Thôi, thấy tên con gái thì cũng vậy thôi, chơi vậy cũng được rồi. Bây giờ thì tôi xuống tôi farm ở dưới nhé mọi người. Đấy, nói chung là mấy ông phải tin tôi, trận này tôi nói tôi gánh được, tôi sẽ gánh được. Đó, cứ xem video nha. Đó, xem video thì nhớ đừng quên like và subscribe kênh như tôi đấy. Đó, nhớ đấy, ok. Rồi, bây giờ thì từ tem ơi, bình tĩnh. Trời ơi, nó thần thánh rồi kìa, trời ơi con rác ơi. Mình vẫn chưa bắt được con rác, cay thế không biết nhờ. Cố gắng bắt nó kiếm 550 vàng coi, giờ ăn được mạng con rác là 550 vàng đấy. Đây, anh John, anh lại chết. Ui, tốc biến này nhưng mà sao tôi bắt được. Ui, mày đòi chạy đâu, tốc biến này, tốc biến. Chống không? Ui, không được rồi. Phần đó tôi combo hơi chậm. Rồi, ok, quay trở lại đây. Trời ơi, trận này chết 4 mạng rồi. Nhưng mà không sao, tôi sẽ vẫn gánh team cho mấy ông xem. Mấy ông cứ đợi đi, trận đấu này chưa đến phút khúc 2 đâu. Khúc 2 ở đằng sau hết. Rồi, bây giờ thì nè, cô này, né này. Ui, vẫn dính à. Không kịp lướt kìa. Kìa, bắt nó đi. Ui, ông dừng ơi, bắt nó đi chứ. Trời ơi, pha đó này. Rồi, ok, tới nhà ulti này. Đó, coi như né được ulti còn hẹp bé nha. Rồi, ê. Ui, ăn nhanh thế, không để tôi ăn được mạng con rác là ngon thôi.
Trời ơi, ông AD ông ăn được mạng sắt đào 550 vàng, ngon thế. Đấy, mình chịu sát thương hết của tem rồi. Thế mà không nhường cho mình ăn mạng đó thì mạng ngon hơn không? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ qua phụ con tà thần nhé. Đấy, qua hốt, hốt, hốt. Úi gì không ăn được, ăn được thêm một xíu vàng rồi. Rồi, bây giờ thì tham thôi, pha này lên cấp full rồi. Đấy, nói chung là giờ từ 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 từ, con xe không bỏ nha. Rồi rồi rồi, qua cover cho Then về nhé mọi người. Hay quá đây ơi, dưới hả? Nói chung bây giờ tem tôi lại lợi thế rồi. Đầu game thì tem bạn ăn nhiều mạng hơn đấy. Nhưng mà sao mà đánh lại thần đồng mới được. Thần đồng ở đây mà, trời ơi, rồi xong. Nè 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 nè, bye bye John. Bye bye John, chạy đâu chạy đâu. Ui, ở vẫn ăn được, kệt quá. Cảm ơn Giác nha, cảm ơn Giác đẩy ra nha. Rồi bố này, ui không chết, ăn được bạn con John nhưng mà không chết con Giác. Rồi bố này ulti này, trời ơi double kill. Rồi khả năng thì trận đấu này win ở đây rồi. Cảm ơn mọi người đã coi video ở đây nha. Rồi chúc mọi người coi video vui vẻ nha. Đấy, hẹn mọi người ở clip sau nha. Nhớ like kênh cho tôi nha. Ok, bye bye mọi người. Mọi người clip sau, qua này chết chắc rồi.